những ngày qua hầu hết các tỉnh thành ở khu vực bắc bộ và trung bộ đều đang hứng chung cảnh nắng nóng oi bức diện rộng vậy những ngày tới thời tiết sẽ diễn biến như thế nào liệu có trận mưa giải nhiệt nào sẽ đổ xuống trong vài ngày nữa hay không mời quý vị cùng theo dõi dự báo chi tiết ngay sau đây theo dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo hiện tại của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ mùng 6 tháng 6, toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có sự giảm nhiệt. Nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi với mức nhiệt phổ biến trên 35 độ C. Dự báo cụ thể, ông Vũ Tuấn Anh cho biết từ nay đến khoảng ngày mùng 7 tháng 6, Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày mưa gián đoạn với nắng nóng sen kẽ nên thời tiết khá oi bức từ ngày 8 tháng 6 trở đi, mưa rông ở Bắc Bộ, Trung Bộ có xu hướng tăng lên ở nhiều nơi. Lúc đó nền nhiệt Bắc Bộ, Trung Bộ giảm rõ rệt, tạo ra thời tiết mát mẻ hơn. Nhận định xa hơn về thời tiết trong tháng 6, ông Vũ Tuấn Anh cho biết, trong tháng 6 có khả năng hình thành hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Về tình hình nắng nóng thì từ nay đến khoảng giữa tháng, nắng nóng tạm thời giảm hoặc chỉ xuất hiện gián đoạn, đến cuối tháng mới xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng diện rộng. Về tình hình mưa thì hiện ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang vào mùa mưa nên sẽ còn xuất hiện mưa rông kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng có mưa rông, lượng mưa tăng lên từ giữa tháng đến cuối tháng, nhưng so với trung bình nhiều năm thì tổng lượng mưa cả tháng 6 vẫn thấp hơn. Từ nay đến cuối tháng 6 tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 3 đợt mưa diện rộng.